nó ở bên Kobe. Cái này hệ cột to nhỉ, đi này tới. Cái này là cột của nó là 28 phân. Và sau này nó trên trên đấy là nó xây tường 500. Và trên bắt đầu mà từ mặt cốt không lên nó xây 500. 28 là đổ vào thì thành 30 à? Không, có đổ 28 á, bây giờ đang làm cốt 25. Cốt 25 ạ? À? Ừ, đổ 28. Này là những mình xây 28 28 tường 28 trước. Xong rồi mình sẽ bọc gạch 10 bên ngoài. Trang trí bên ngoài. Xây xong lại trang trí bên ngoài. Đấy, sau đúng không? Xây gạch bắt mạch bên ngoài. Và tường 28 thì để rỗng giữa. Này là phi 16 không? Cái này phi 16, toàn bộ phi 16 hết. 16 mà đi 16. Như vậy là mất 8 cây cơ. Trên đầu tường đổ một rằng 400 nữa. Kinh. Khóa. Trên mặt một rằng 400 nữa cơ. Lên không, lên mặt cái này là nếu chỉ rằng chống thấm của nó chỉ có 10 phân thôi. Mà trên đầu tường 3 mét. Gọi là bo đấy. Ừ, đầu tường 3 mét của nó là một cái rằng 400. Bo một cái 400 nữa. Ừ. Để chống đạp. À. Chống đạp. Tây Nguyên chưa? Cái nhà đúng như này nhưng mà nó làm tốt chứ, nó rất thưa, thờ hồ. À, đấy là nhà rông. Tây Nguyên là nhà rông rồi. Nó làm nhà rông. Tây Nguyên là nhà rông rồi. Giống nhà thờ, nhà ông kiểu. Ôi, đi chăm bạn thì nó nhiều lắm. Nhưng mà sao đang cột vuông lại cột tròn này hả ông Trương? Đâu? Đây lại có cột tròn này. Cột tròn này là cái sảnh. À. Đây nó là toàn bộ đây, nó là tường này. Nhưng mà đây là cái sảnh. Nhưng mà sảnh ngoài này thì bằng cột bê tông à? Sảnh ngoài này là cột gỗ. À, cũng cột gỗ à? Cột gỗ. À. Nhưng mà lên trên thì đây được cột bồng trên này thì gỗ. Không, nhưng mà bao đấy, còn đây đấy chứ. Không, nhưng mà lên trên cột gỗ thì mình làm cột gỗ thì hết rằng thì mình sẽ đổ một cái trụ. Đổ một cái trụ tầm 35 phân để có cho nó chống xuống. Để gỗ nó chống mục. À. Nhưng mà sao không làm vuông cả lại còn làm tròn? Không, đây là đằng nào lên trên thì cái này chỗ này là xây tường đi. Nó lên kia, nó liên quan đến cái mái. Hả? Nó liên quan đến nó chống vào mái luôn. Toàn bộ cái hệ thống lộ của mình là nó bằng vậy. Thế nhưng mà lên trên mặt rằng chống thấm thì nó cũng có cái cột này nữa. Không, đâu. Cái này là bắt đầu từ rằng chống thấm lên là nó bỏ, bắt đầu là cột ngoài trang trí, nó ngồi chốc móng đấy. Nhưng mà nó bằng gỗ cơ mà. Bằng gỗ nhưng mà nó vẫn. Nhưng mà dưới này là vẫn làm bầu à, vẫn trang trí bầu tròn. Dưới này bây giờ nó đang đế móng để nó chịu lực. Nhưng mà dưới này có trang trí bầu tròn không? Không, cái này nó làm lớp kín. Lớp kín thì làm vuông được mà. Không, vuông được, vuông thì cái sắt nó không đều. À, nó không chịu lực theo cái tròn được đúng không? Không chịu tròn được. Trên tròn thì phải làm dưới tròn để chịu lực. Nó chịu lực đều, cái sắt nó đều. À. Nếu anh để vuông thì cái cạnh của nó không đều. À. Anh bốn góc bốn cái rồi thì hai cái kia thì nó lại lệch. Nhưng mà ông đổ bê tông vào thì nó cũng chịu lực trên cái khối bê tông ấy thì sắt của nó phải phân phản đều. À. Thế tại vì cái này nếu mà dưới đất thì nó che đi. Không, che nhưng mà nó tính nó sau cái tròn nó bây giờ nó chẳng như là nó chịu vào đây như cái vuông cái này thì nó đi bốn góc bốn cái này nhá thì nó sẽ lệch này, chẳng đi hai cái nữa thì cái khoảng đấy thưa. Vâng. Thế nhưng mà nếu ông đi tròn thì nó chịu lực đều ra cái vỉa ngoài. Nó sẽ là cái tim là hai cái rồi thì còn hai bên là hai cái này thì nó sẽ cái khoảng sắt nó sẽ đều. À. Đấy, bây giờ nếu ông đi vuông thì cái sắt này nó không thể đi là vào giữa được. Cái góc này là nó trượt đi. Trượt đi nó không. Chú bà. Thế vì nhỉ nhoàng nhỉ. Hello. Ông phải tốt đi câu tiếng Tây vào đấy để cho bác Xuân với bác Thược lên tí cho nó đẹp hình ảnh đi. Lê Xuân đấy. Mình cũng nghĩ như thế nhưng mà tôi không nghĩ là bà tôi bảo nếu mà cột tròn thì tôi cho như thế nhưng mà sách nó lại lệch. Dạ. À. Nếu nó đi 8 cây thì thoải mái luôn. 8 cây thoải mái. Thoải mái. Nhưng mình đang có 6 đúng không? Nhưng có 6 thì lại không thể thế được. 6 thằng kia cũng 6. Thằng này cũng 6 nhưng mà thằng kia là thằng kia 8 chứ. À thằng kia 8. Thằng kia 8 bắt đầu. Vâng. Thằng nếu mà đi 6 thì mà để mà cho nó đúng cái tâm của nó thì là nó sách của nó sắt nó không đều. À cũng nhì nhoàng phết nhỉ. Yeah. Mình cứ nghĩ là đổ bê tông vào rồi thì nó thằng nào cho như thằng nào nhỉ. Cái khoảng sắt của nó thì nó biết. Cái xương của nó. Ông Tần đi đang báo đi mua cột đá kìa. Trên là cột đá. Đá rẻ hơn rim. Đá rẻ hơn rim. Đi gò vào thì nó lại chéo đi rồi. Nó chéo đi đúng không? Thì nó gặm chân quỳ dạ cá thì lại không ăn thua rồi. Nó bắt đầu đều từ dưới luôn. Chân thì bóp mà mặt thì lại phình ra thì cũng không có lực đúng không? Không, mặt nó bóp vào chứ. Ừ, mặt bóp vào thì cũng không ăn thua.
À, ông nhì nhằng phết nhỉ. Nhà dưới không phải là ông trong vuông đâu, vuông thì nó ở đấy nó chạy cái khoảng này. Ba cái khoảng này thì nó rất là dày sắt, nhưng cái khoảng này rất thưa. Đúng rồi. Đấy, thế mà khi mà mình bóp vào thì nó định sắt của nó lại không sắt cong thì lại lực không chịu được nữa đúng không? Đấy. Cái này phải bấy à? Cái này phải bo tôn mà đổ hòa thì. Không, cái này bây giờ móng thì xây vuông, móng thì đổ bê tông vẫn vuông. À, cứ xây vuông lên ốp vuông là đổ thôi. Đấy, ốp vuông đổ. À. Bây giờ ông ra hai ông trưởng ban đi. Lên trên thì thôi. Ra hai ông trưởng ban đi. Nhưng mà nếu mà ông buộc sắt tròn mà ông đổ vuông thì nghe ra nó cũng... Không, quan trọng là cái xương. À, cái xương thôi à? Ừ. Hai ông đi, muốn đi. Đây rồi. Hai ông chấm đi. Bàn kiến thiết đây rồi. Kiến thiết. Ông cha ông đi. Một ông bụng to, một ông bụng nhỏ đây rồi. Đấy. Để công xem tiền nong này còn thiếu nhiều không để con biết lối đấy. Tiền còn thiếu rất nhiều. Đây, cái này là sự khác nhau giữa cột tròn và cột vuông đây đúng không? Này móng lên cao nhỉ. Lên bằng đầu người đấy nhỉ. Đúng bằng nhà phòng. Thấp hơn nhà thờ là 10 phân. Đấy.